Lên video cho anh em nhỏ, hôm nay mình lại cầm cho anh em xem cái này nhé. Mất bao nhiêu con, mất bao nhiêu cái nẻ. Anh em nhìn có thấy thú vị không? Bên kia thì mình nghe thấy toàn là những nhạc gì mấy hôm nay ồn ào quá. Xoay các loại này này, mọi người biết xoay các loại này không? Cái này thì mình thấy là nó rất bền nhá, nhưng mà đến cái lúc mà mình phá liên tục thì nó lại không bền đâu. Nghe nói là anh em bảo bền nhưng mà tôi không thấy bền cho lắm đâu nha. Đây còn đúng cái này là lắp ghép là hoàn thiện rồi, hoàn thiện được một góc thôi. Thiện là một góc vuông kiểu như này này. Ok kìa, đây này, được của nó đấy nhỉ. Đấy, màu vàng màu xanh. Xe máy đi lại có vẻ nhiều mà hôm nay không biết đám cưới ở đâu nhỉ. Nghe thấy có nhạc không biết hát liên tục luôn. Đấy, cái này các bạn nhìn giống mô hình gì không? Nó là cái gì nhỉ? Đây không phải mô hình nha, đây là cái trời ơi, lúc quay video không quên luôn cái trò chơi này tên gì. Rubik. Xài. Tên là Rubik nha. Cái tên mà quên. Mình tại sao mình thấy là cái này nó lại dài nhỉ? Cái này dài vậy mà mấy cái này lại ngắn thế nhỉ? Cái thì ngắn, rất là ngắn, mà cái dài thì rất dài. Sao lại vậy nhỉ? À, chắc phải nguyên lý hoạt động của nó phải bên này có vẻ là nó lắp nhiều hơn. Đây, không phải. Nhìn như này đúng không? Chúng ta sẽ phải lắp cân bằng nó lại. Đấy, lắp cân bằng thì tất cả mọi thứ ở đây bất cứ cái nào cũng vậy thôi. Có, nhưng mà có đúng cái đoạn này là nó kéo được đi, kéo được lại thôi đấy, còn ở chỗ khác thì không kéo được. Chung hay phết đấy nhở, thiết kế ra người thiết kế giá này phải gọi là rất là được nhá, có công cho các cháu chơi. Nói chung là cảm ơn người đã sản xuất ra cái này. À, nếu mà không có cái này thì đôi lúc là chúng ta giải tỏa căng thẳng nó cũng nhờ vào cái này rất là nhiều đấy. Còn những cái này nó dán sẵn ở đây rồi. Mình sẽ cho mọi người thấy được cái sự mạnh mẽ của cái gậy bắn bia này. Đây. Đây, mọi người biết nguyên lý hoạt động của nó như nào không? Đây là cái quả bi đúng không? Bi đây. Đấy, các bạn sẽ đặt nó lên và các bạn chỉ cần kéo như này, kéo và nhả cái tay này ra. Rơi là nhặt lại thôi, có vấn đề gì đâu đúng không? Đây, rơi là nhặt lại, không có một vấn đề gì cả. Mình đã từng chơi cái này và mình nhận xét là nó không hề cân bằng nha. Không hề cân bằng đâu, mình bắn nó không hề cân bằng, bắn cái đi là nó lại rơi ra một chỗ khác rồi. Nhưng mà các bạn bắn nhẹ kiểu này. Đấy, nhẹ nhàng thôi thì nó không sao, nhưng mà bắn mãi mà không vào, bắn linh tinh thì lại vào. Ảo thật đấy. Mình đã từng bắn cái này với tốc độ là như này, bắn cái không còn bi luôn. Mình kiểu mình vào cái mình không biết đây, mình bắn này. Lúc đầu vào mình kiểu này cơ. Đấy, xong một thời gian sau mình bạn chơi bạn mới biết là cầm kiểu này bắn. Đấy, ui. Bởi vì mình toàn là chơi mấy kiểu táo bạo như này thôi. Với lại cả thế này, thế này thì đẩy đi thôi. Chứ khi biết được thế này mình thế này mà bắn, thế này mà bắn thôi. Mà quá mạnh, quá sức ảnh hưởng. Nên là dẫn đến là mất đi bao nhiêu quả bi. Không hẳn, nó gọi là bi A ấy. Rồi bi A bé tí như này thôi. Đây. Đấy. Còn nhiều quả cơ, không phải có mỗi quả màu đỏ này đâu. Đỏ này bị nhạt rồi nha, không mọi người lấy tưởng nó thành màu nâu nâu.
Chỗ này thì nó có cái lò xo này, có cái lò xo chúng ta có thể tháo ra được bình thường. Tất cả những cái thứ ở trên này các bạn có thể tháo ra bình thường thôi. Nhưng mà tháo ra để mà tháo ra trọn vẹn thì các bạn phải bẻ cái phần này đi. Bẻ phần này đi. Cái này là cái nguồn mà sẽ tháo được giả cả cái này và cái này ra. Nhưng để tháo cái này được ra thì các bạn phải xoắn ra mới được. Nhưng mà nếu mà tháo con đẹp ra hoàn thiện thì phải tháo bẻ cái này trước. Đấy mới được. Con bi này bẻ tí bằng ngón tay út của mình thôi. Đây. Đây, bẻ bằng thế thôi. Chỉ đơn giản như vậy, không có cầu kỳ cho lắm nhưng mà nó rất là phức tạp. Không cầu kỳ nhưng mà phức tạp. Bắn thì khó, phức tạp có nghĩa bắn khó. Cầu kỳ có nghĩa là kiểu nó làm linh tinh cả. Nó quá cầu kỳ, kiểu dạng là chỗ này còn có mấy cái linh tinh ở đây. Nhìn đã thấy khó chịu với nó rồi. Đấy sẽ gọi là cầu kỳ. Đối với nhiều bạn sẽ nghĩ như vậy. Với clip ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho mọi người đây là con mạ vàng. Đồng hồ mạ vàng. Người nghe thấy không? Nghe cái là thấy mùi tiền rồi đúng không? Nhưng mà thực ra đây là mạ vàng giả thôi. Nó được sơn bởi lớp gọi là mạ vàng nhưng mà loại vàng sơn chứ không phải là vàng thật nha. Cái lớp này thì lớp mô tô, đây là được gọi là mô tô. Không biết Z bao nhiêu đây nhưng mình nhìn thấy mấy con này mới gọi là Z1000, Z300, 400, Z700. Ui dồi ôi. Nhìn thế này cơ mà mất luôn cái lốp rồi, cái lốp bị vỡ rồi, nó bị vỡ này không thì mình cũng có một cái sưu tập khá là đẹp rồi đấy. Đặt trên bàn làm việc thì phải gọi là hết sảy con bà 7 luôn. Khi nào hết sảy con bà 8 không? Bên này thì nó vằn vèo. Thì đúng mà, cái xe nào, mô tô nào nó chả vằn vèo như thế này. Ngồi vào đây, mình cầm này. Ui, cảm giác nó thật là phê đúng không? Cảm giác thật là phê khi mà... Ở đây, đây nó có cái tay cầm cơ. Sau bao nhiêu năm thì nó chỉ còn thế này. Cách đây khoảng tầm... mình nghĩ là nó cũng được tầm gần 10 năm cái xe này rồi đấy. Được thiết kế với lại cả mua về. Mình có lấy bên nhà ông ngoại mình. Đấy, cầm về. Đấy, cái này của anh mình. Hình như quà sinh nhật hay là anh ấy mua về hay sao ấy. Cún biết bới gì. Giờ thì nó chạy hoạt động rất là tốt. Nó ngày đấy nó lắp cái động cơ hoạt động ở đây, với lại cả là lắp pin vào cái động cơ đấy. Nó hoạt động thì nó chỉ chạy mỗi cái này thôi. Mình không biết là có đèn hay không. Ngày đấy mình không thấy là có đèn, mình chỉ thấy mỗi là cái đồng hồ nó chạy thôi đấy. Ngày đấy ngứa tay lại đi xé đấy. Đẹp như này cơ mà. Nhưng mà công nhận cái này bền thật. Mình phải công nhận là cái này rất là bền luôn. Nó không biết là có bảo hành không nhưng mà mình thấy nó bền. Thứ nhất là đánh rơi từ trên cao xuống. Lần trước bị đánh rơi từ trên này xuống mà rơi xuống không vỡ. Một cái lốp là mình không nói, kiểu tháo lăn nhiều thì chả vỡ. Đây như là bẻ mình cố tình mình vặn ra mấy lần rồi nên là thành ra nó vỡ. Cuối cùng là ta vỡ ra vứt thôi, còn một cái lốp này. Đấy. Cái này mà mất luôn cái lốp nữa thì chắc không còn gì để nói. Chỗ này là gì nhỉ? Chỗ này có phải chỗ đạp chân của các bạn nhìn thấy cái ở ngoài người ta hay đi ấy. Có cái chỗ đạp chân như này đúng không? Không? Mình nhớ là có mà đúng không? Còn cái xe khác nó cũng có kiểu này mà. Xoay có việc bền đấy. Mình đang cầm cái này. Mọi người có thấy được cái sự đây. Bùm bùm. Cái đồ chơi này không hề nguy hiểm. Nó được bắn bằng nhựa, được gọi là súng. Không hề nguy hiểm. Thế
Cái này bị hỏng rồi mọi người ạ. Mình cũng chơi cái này khá lâu rồi nên là giờ nó cũng hỏng rồi ấy. Bây giờ thì mình mang cho mọi người xem. Chứ mình thực sự là rất là ổn nào luôn. Cái mic mình cầm xuống rồi đấy nhưng mà nó hết pin hay sao á. Có khi là hết pin rồi hay sao. Thôi, chắc là máy mình thu âm tốt nên chỉ thu giọng mình. Hy vọng là sẽ không thu bất kỳ cái nhạc bản quyền gì vào trong video của mình. Bây giờ thì mình sẽ đôi chút review cho mọi người một chiếc súng được thiết kế khá là gọn gàng cũng như là không cầu kỳ cho lắm. Ở bên ngoài này thì có cái màu đỏ, có cái gì đó lắp ở cái chỗ cầm, tay cầm, chỗ cò bóp thì khá là vừa vặn với tay mình. Nếu mà tay bạn nào mà to cầm này, to tầm này thì lắp vào đây vẫn có thể được nhưng mà không thể thoải mái hơn cái tay mà vừa kiểu như thế này. Ta thì cầm này thôi, làm gì ai cầm như thế này đâu đúng không? Làm gì có ai cầm mà kiểu dạng như thế này đâu. Làm gì có ai cầm kiểu này đúng không? Không có ai cầm mà kiểu cái súng như thế này. Mày đứng yên. Đứng yên. Đây, chỉ có thế này thôi, có tầm này thôi. À tưởng quá nhỉ. Đấy, ở trên này thì nó có một cái nắp. Khi chúng ta mở ra thì sẽ đựng được đạn vào. Để mình cố mở ra cho mọi người xem nhé. À không 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 không, đây đằng sau đây chúng ta mở lên như này. Đấy, mở lên cho đạn vào thôi đóng nắp lại, xong không cần kéo cò gì, chúng ta chỉ cần bóp đi là bắn, nhưng mà nó cực kỳ nhẹ luôn. Nói chung là chỉ gọi là vui thôi, vui vẻ là chính thôi, chứ chả có cái gì gọi là đau đắn gì cả. Cầm nhau bắn nhau gọi là vào người nhẹ nhàng thôi, không bằng con kiến cắn luôn đấy. Cái này đặc biệt là không vì nguy hiểm nha, mình không hề quảng cáo hoặc là gì cả, cũng không hề bán, mình chỉ quay cho mọi người đây là một kỷ niệm của mình đã từng chơi cái loại súng vui vẻ này. Súng mình nhắc lại là súng này rất là vui nhưng mà được cái là đôi lúc không vui vì trêu nhau ấy. Nhưng mà cái này không nguy hiểm đâu nha, YouTube lại tưởng nguy hiểm thì đấy. Đây súng giả bằng nhựa nha, không súng bằng nhựa. Ok. Buổi tối ngày hôm nay mình sẽ cho mọi người xem thấy là cái con tê giác màu xám xám này. Đấy, xám hồng hồng này. Đấy. Cái gì nhỉ? Đây là cái đuôi của con Doraemon này, con Hello Kitty hay sao đấy. Mình đặt nó lên đây cho mọi người xem nha. Đấy, không liên quan lắm nhưng mà đặt lên nhìn nó sang trọng, kiểu dạng là nhìn rõ ràng hơn đấy. Chứ cầm thế này, cầm đây cho mọi người nó hay bị nghiêng ấy. Mình đặt lên đây. Cún địch, cún rất là hư nhá, cứ đảo linh tinh. Thấy chuột thế mọi người. Đây, mọi người nhìn cái con tê giác này không? Đấy, thấy mũi của nó. Nó ở sao chỗ này mình thắc mắc là ở ngoài tê giác mình biết rồi nhưng mà sao lại có hầu như con nào cũng có hai cái sừng đúng không? Hai cái mũi sừng như kiểu này này. Tai của nó đây, còn cái mũi của nó. Mũi nó lúc nào cũng mọc lên hai cái này đúng không? Nhìn nó ghê gớm thế nhỉ. Ui con này nhăn nheo thế, mình nhìn đến nhăn nheo quá. Chân của nó nhìn nhăn nheo thụt là nhìn kinh kinh kiểu gì. Gặp con này ở ngoài chắc té luôn đấy. Nó hiền mà đúng không? Mình thấy là con tê giác nó hiền mà. Hiền nhưng mà lì. Lì là phải đoánh, oánh cho nó luôn. To xác phết. Nhìn cảm giác to. Con này phải thịt nó luôn chứ nhỉ. Mình trên giường mình chỉ biết là ngồi thế này cho là ấm thôi. Mùa đông thế này rất là lạnh. Đang ngồi trên giường thôi nha. Đây hiện tại là bây giờ buổi tối, bây giờ là 21:15.
Mình đang ngồi trên giường và ngồi đây săn xeo hoặc làm gì đây. Đây mình tìm kiếm cái gì thú vị nha. Đấy, các bạn cùng theo dõi video của mình nha. Và cho mình một like, một sub, một ý là một like và một đăng ký đó. Giảm âm thanh xuống nào, không nó bản quyền. Đôi khi như một chuyến xe về nơi chúng ta. Shopee, Lazada thì nó cũng giống nhau bởi vì là săn sale cũng có đấy. Mà kia ở 12 tháng 12 qua rồi. Người xem video. Ở đây khi một chuyến xe về.
Đây. Ngồi đây đúng là ngồi trong phòng đúng là ấm hơn ngoài nhiều. Chứ mình cầm máy quay tuy là có đèn livestream thật, nhưng mà khi cầm ra ngoài ấy, cảm thấy là nó lạnh, nó không giống như trong phòng đâu. Đấy, đương nhiên điều này ai cũng thích rồi đúng không? Ở phòng đắp chăn, ngồi chơi điện thoại rồi còn quay video cho mọi người xem đúng là cũng gọi là ấm, nhưng mà mọi người có vẻ mọi người không thích. Nếu mọi người mọi người cố gắng giúp xem video cho mình chứ nhở, ủng hộ mình. Thế luôn ngủ rồi. Quay một lát rồi. Mất say nhớ say. Thật ra bây giờ cũng thấy buồn ngủ rồi. Mai có điểm rồi. Yes, luôn. Cảm thấy ở ngoài mạng vẫn căng hơn bởi vì ở ngoài nó có sóng ấy, nên ở trong này mình thấy mạng hơi kém chất lượng một chút, dùng nhưng không sao, ấm được một chút thì ra ngoài lạnh chút thì trong này vẫn tiện hơn, nhàn hơn nhỉ, chịu mạng một chút. Mọi người biết cái quả dâu tây không? Mọi người ăn lần nào chưa? Nếu mọi chỉ ăn giải thích cho mọi người giống như kiểu là vị của quả dứa mọi người ạ. Ăn đấy, mọi người ăn là mọi người sẽ biết ngay. Nhưng mà cũng không gọi là ngon lắm đâu, giống như quả dứa thôi mà. Ây giời, ngồi lên luôn chứ nhỉ. Mái hơi bị dài đấy.
Hiện tại có một người. Cái hộp carton đóng hàng, nó có nhiều hộp pết nhỉ. Mình nhìn đây, bên này bên cạnh đó rất nhiều có lại băng dính mà dán nhỏ nhỏ để dán được ít, mà băng dính to dán thế thì đắt tí nhưng mà dán nhiều đúng không?
Ôi trời, ngồi chán thì chán chê như thế ở trong này. Yên lặng thật đấy. Thực ra ngồi trong phòng này chẳng có gì chơi ở ngoài không như vậy rồi, nên là buổi tối ấy, nên là tối mình cũng ngại việc ra ngoài ấy. Thứ nhất là sợ buổi tối, với thứ hai là ra ngoài lạnh, nên là mình ngồi trong phòng luôn đấy, chơi điện thoại. Mọi người buổi tối mọi người thường làm gì? Comment xuống dưới mình xem cho mình xem có thể có bạn nào có trùng hợp với mình ngồi trong phòng như thế nào không. Đau hết cả cái móng chân đá bóng. Nó bị xạ hay sao? Không kịp cái là bị ngay.
là thầy buồn ngủ luôn, chắc mình quay một lát nữa thôi, một lát nữa thôi là mình ngủ ấy nha mọi người. Không biết còn ai, còn giờ này còn có ai xem không nhỉ? Dựng lên mình ngủ một chút nha. Mày chào mình chút, ngủ chút cho đỡ buồn ngủ nha. Ai xa ba. Ai xa. Chẳng nó buồn ngủ ấy, mọi người thông cảm với mình nha. Đây, mình đã quay trở lại rồi đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Đây là ngồi làm gì nhỉ? Từ khi
Tối nay buồn ngủ thật sự luôn đấy nhỉ. Chẳng nhẽ đây là video mà thử thách không được buồn ngủ à? Mài bên Hoa Dương TV chung rồi diễn với các diễn viên trong kênh đó diễn.
xem một cái tập phim mà dài thật đấy. Mà cái đánh răng tự động đấy nhìn cũng hay, mọi người nhỉ, mình đi thử lần nào luôn.
À, cho mấy cái bộ tập phim của Việt Nam kiểu đây này cho mọi người xem. Nếu mọi người biết cái kênh này không? Nguy Minh Khang gì đấy. Đây. Đây. Nói chung là Facebook. Nói chung là Facebook. Đấy mới tập phim mà kiểu dạng diễn viên hài. Không, không có diễn viên hài đâu, diễn viên. Mình chả biết nữa diễn viên gì nhưng mà đã hay đóng trên VTV các thứ ấy. Đấy. Thường thì mình hay không hay xem phim ấy bởi vì là mọi khi mình hay lướt TikTok này, lướt kênh cắt cắt này, nhưng mà lâu lâu mình hay quay video này thì mình xem trên Facebook liên tục đấy. Phim trên Facebook thường sẽ có review phim và rất là nhiều phim đấy. Mọi người thấy video mình hữu ích à, cũng như là video mình có gì thu hút, mọi người cho mình một lượt đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cũng như là một lượt thích và thêm một lượt comment nữa nha. Bây giờ chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Nha. Muộn rồi, mình ngủ đây. Thức khuya và không tốt mọi người ạ. Sớm dậy. Thằng sớm dậy mới là lạnh cơ. Ayo. Lại là một ngày review. Đây, mọi người thấy không? Đây là cái con cúc của cu. Đấy, mình chỉ đọc đúng tên thôi nha. Đây, không biết đọc có đúng không nhưng mà theo tiếng Anh là cái game ngày xưa người ta gọi là gì nhỉ? Chùi thì nó không sạch được, cái mắt của nó trong thời gian sử dụng dài nó bị đen đen. Thế mình đặt trên này nhá. Đặt trên này mọi người không nhìn thấy được nhỉ? Đấy, cái mỏ của nó đây. Mỏ nó là xoay 380 độ nhưng mà nhìn này nó hơi ố dề một tí nhỉ? Ngày trước là bóp nó kêu, bóp nó là nó kêu, bóp là nó kêu queo, nó kêu như kiểu là tiếng của cái con đi kêu luôn. Cái mỏ nó đây này, đa số là nó chế tác cái mỏ này nó cũng có bóp nó cũng kêu cũng y hệt luôn. Thì tôi cõi ở ngoài thổi thì khác nhưng mà khi lắp vào là nó kêu giống thật lắm. Ở đây không phải là mình review cho người ta sản phẩm thôi nha. Đây là trong thời gian mình sử dụng khoảng tầm 3 năm hay 4 năm rồi ấy. Thế là sơn này này, lớp sơn này nó có bị phai đi. Và lớp sơn này cũng bị phai đi. Mấy màu từ màu màu đen nó lại xanh xanh lại rồi. Còn cái mỏ này thì mỏ vàng thì từ trước tới giờ là nó nhuộm màu như thế này. Nó phai đi một chút, nhìn nó mờ mờ đi một tí thôi. Còn ở bên trong là bẩn thì không nói ấy. Sử dụng trong thời gian dài thì nó bị đen như thế. Còn ở cái mắt của nó thì thế là nó bị phai đi cái lớp trắng, không phải là phai như là nó bị đen đi, giống như kiểu là bị bẩn vào ấy, bám thời gian trong thời gian bám bẩn vào chứ không có nghịch bẩn cho lắm. Mình nghĩ là nó bị mốc ấy hay sao, lớp sơn nó bị mốc. Còn ở trên này thì nó cũng bị phai gần đi. Đấy, nó có cái còi lắp vào đây này, các bạn bóp là nó kêu. Còn cái mũi của nó đây này. Đây, cái chỗ này cũng lắp còi vào và khi khi bóp là nó sẽ truyền đến đây, nó thổi cái khí nó thổi ra đây này, xong nó kêu ở đây ra. Đây, còn là trong thời gian này mình bóp ấy thì nó sẽ thoát hơi ra bằng cái lỗ này. Cũng như là cái đoạn này thì lắp vào thì nó bịt hơi kín hơi rồi, nên là nó thoát hơi ra đều cùng một lỗ này, nó kêu. Thấy không? Nguyên lý hoạt động của nó thì kiểu nó kêu xong rồi chỗ này bên trong này nó không có chỗ thoát ra, nó kêu vào cái chỗ lỗ này. Thành ra là hai cái nó quá mạnh xong rồi nó kêu ra một cái tiếng khá là giống với cái con cúc cu này. Đấy.
À, bây giờ thì mình sẽ check những cái thứ mà công việc của ngày hôm nay để mình kiểm tra các thứ tin nhắn của mọi người, cũng như là sẽ tìm các bình luận của mọi người. Thì trong thời gian qua mình cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ mình nhá. Hiện tại kênh đã được 800 người đăng ký. Đấy, rất là nhiều luôn. Con số tuy là ít đối với các YouTuber mà không, đối với những người làm YouTube thì mình nghĩ là con số nào cũng là người ủng hộ, nên là không quan trọng là ít hay nhiều. Nhưng có nhiều cái mục tiêu ấy. Đấy, có nhiều cái mục tiêu cần phải đạt được, nên là không quan trọng cho lắm là về số lượng đăng ký, số lượng người ủng hộ thôi. Người ta bảo là chất lượng nhiều hơn, chất lượng thì hơn số lượng rất nhiều, rất rất là nhiều. Buổi sáng khá là yên bình, tuy là dạo này người ta làm, người ta là chú mình bên kia trên kia có thêm xây nhà nên là tiếng nó hơi ồn một chút. Đấy, nhưng mà mình làm như này thì thường thì máy mình nó thu âm khá là tốt, nhưng mà nó thu âm là mình không có gắn mic thì nó thu âm tất cả mọi trên nơi luôn ấy. Ý là tất cả mọi xung quanh chúng mình ấy, quên tất cả xung quanh chúng mình chứ không phải mọi nơi đâu nha. Ở đó mọi nơi thì nó hơi sai một tí. Có lâu lâu có tiếng xe máy, đó chính là người ta chở cái gỗ đến để người ta làm cửa sao. Hôm nay mình bị kiểu nó cúm nên nó truyền lên mắt, nên là mắt mình nó cũng bị đỏ theo. Cái này thì mình nhớ là hình như là vào năm 2016 bố mình có đưa anh em mình đi siêu thị ấy. Năm đấy anh em gái mình có muốn mua đồ chơi nên là bố mình mua cái con này. Đấy, nó vẫn có cái mùi nhựa của năm ấy. Đấy, hiện tại là nó không, nhìn nó không được đẹp như trước nữa thôi. Nếu mà con này mà sơn lại thì cực kỳ đẹp này. Mọi người nhìn này. Đấy, đậm chất một con rất ngầu. Nó kiểu như này này, mắt nó thì lồi ra, còn hai bên này lông mày nhếch lên.
Còn một cái mụn ở chỗ này nữa, không biết bị mụn gì nữa. Đôi mắt em buồn. Đây mình cho mọi người nghe dần gần cho mọi người chắc nghe thấy này. Có đúng không? Nghe nó cứ giống như kiểu là cu đấy. Có người nghe chắc không giống. Nói vậy thôi chứ cái trò chơi này mình vẫn còn cảm giác là vẫn có một cái mùi thích chơi. Lại cả là những cái phim hoạt hình ngày xưa mình vẫn còn rất là thích xem ấy. Nghe ở đây không biết nghe thấy tiếng gì không? Tiếng đó là tiếng thịt lợn sao?
ban cho con sự sống. Vậy đó có phải là vĩnh hằng không? Không, đó là hữu hạn. Con sẽ phải trả lại cho ta. Vậy thưa Thượng Đế, con sẽ được sống bao lâu ạ? Con có thời gian là 30 năm. Hãy dùng chúng thật hữu ích nhé. Chỉ có 30 năm thôi sao? Thật là ngắn ngủi. Mình muốn có được một cuộc đời dài hơn. Sự sống để chăm sóc mặt đất, nhưng sức lực con có hạn, chúng đi
Đấy, có lâu lâu mình đôi cho mọi người xem. Dữ vậy. Làm gì đấy? Hả? Có người linh tinh. Có cơm đâu mà xáo gì đấy.
biết. Lấy bột ở đâu ấy?
mưu kế của vị thủ lĩnh. Ôi giời. Mình thường thì mình rảnh rảnh này mới được rỗi xem cái này được.
tâm này người ta đi làm rồi. Vô đây chờ mình nhá. Cá nằm ngồi đó mọi người. Sao tôi dặn bà cho đứa lớn mang cơm cho tôi mà chẳng thấy đâu. Đang
ngày hôm qua. Không phải tại tôi đâu, con bé lớn đem bữa trưa cho mình chắc hẳn nó làm đâu rồi, mai nó về. Được rồi, lần này tôi sẽ đem thành chú rổ, thành rổ nhìn thân thành thế. Không sợ con lạc nữa, nhớ bảo con gái thứ hai của chúng ta mang cơm cho tôi. Đừng để tôi phải nhịn đói như hôm qua đấy. Quà tặng cuộc sống. Sao đem của ông đến cho ông quay? Cảm ơn anh đào. Xà Beng ở đâu? Hả? Ủa xà Beng ở đấy á? Yeah.
Ai xa. Cúm mọi người.
À, chắc là mình sẽ một lúc nữa là mình sẽ dùng clip, mình sẽ đi xem mấy con gà ồn ào quá. Ơi chán rồi. Không. Hai đứa vẫn không chịu quét sân à? Cứ để trồi. Chờ đến bao giờ nữa? Có mấy con bị ốm rồi sao? Có một con ốm rồi. Gà ấy, con kia bị cái gì nhỉ? Cúm rồi. Nó ăn lắm đấy. Mấy con này. Đấy nhá, mình sẽ đi chân gà đây, mình phải vậy thôi. Ra chỗ này xem nào. Quét đi. Ừ, thế quét sân đi. Quét đi. Tí nữa quét đi.